Mèo của đội Hỏa Tiễn đã bao giờ bị thu phục hay chưa? Có một sự thật là đến thời điểm hiện tại, mèo của đội Hỏa Tiễn vẫn là Pokemon hoang dã, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không bao giờ chui vào quả cầu Pokemon. Cụ thể trong cả series anime, cậu ta suýt bị thu phục ít nhất 4 lần. Lần đầu tiên là bởi Iris trong tập 705, lần thứ hai vẫn là Iris trong tập 706, lần thứ ba là Clip, một nhân viên từng tra núi trong tập 708, cuối cùng chính là Pikachu trong tập 883.